hủ tiếu thập cẩm là 40k nha cô chú anh chị và các bạn. 40k. Rồi đặt anh mang về luôn. Ủa cái mày thật cảm dắt mẹ cô sắp xếp luôn rồi nha. Này mà thánh. Thánh cực. Hả? Thánh cực. Thánh cực. Cực cực. Ủa cái mày thật cảm. Ủa tiếu mì thập cẩm. Dạ. Ủa tiếu mì thập cẩm ăn về đúng không? Nhắc thì thôi sắp xếp không nha. Không có mấy mối à. Còn còn sống rồi đúng không? Chắc quầy gì vậy? Chắc thì khô sát xéo không ngon nhanh vậy nha. Còn chị nhá chụp nha. Cái này sao mà tặng ở đây rồi chụp nha. Anh làm nhanh lắm. Trời ơi, nhanh tay quá trời luôn, thanh niên. Đưa đi làm nhà hàng á, quen. À, ngày xưa làm nhà hàng anh? Dạ. Cái này mình mở ra là được mấy năm rồi? Hai năm mấy hả? Dạ. Tức là ngày xưa mình làm nhà hàng. Dạ. Xíu. Bữa nay là em quay buổi tối, đây là bữa nào em sẽ quay buổi sáng. Dạ. Buổi ngày á, để cho cô chú biết á, là cái thời gian bán hai buổi á, buổi quay. Tôi cảo không hay gì hả? Cái cảo không. Cái mì cẩm. Em về á. 70 cái thôi anh công. Nhưng đó. Có 30. Có đọc á, mình làm không kịp buổi tối. Cảo tim nè. Cảo tim nè, dạ. Cái này. Đây là nước nước sốt của kiểu của bà con người Hoa đó. Đây là tóc mỡ nè. Thank you.
cá. Giờ ở đây nuôi cá. Anh lấy kia lấy đồ rồi, 106 ngàn à. Đây là tô mì cá nha. Lấy nhiêu tiền anh? 106. Có thêm một là tôm ra, tôm với thịt. 106. 106. Vậy đi, đó có tới đâu. Chưa có cảo. Cái cảo đợi phải 5 phút à. Dạ, nó 30 phút rồi chắc. Dạ. Cho nó phải chín. Điều ấn tượng mà thấy anh trai là anh đeo cái lắc bự quá trời luôn. Hốc, hốc bôi nha, hốc bôi. Anh nói là lúc trước anh có làm nhà hàng á, nên là tiền bán. Dạ. Rất được 7-8 năm á. 7-8 năm luôn á hả? Làm nhà hàng ở mấy nhà hàng quận 5 á. Dạ. Mình đầu bếp à? Dạ. Dạ, đầu bếp. Như hết cẩu không á là cũng 40 ngàn hết đúng không anh? Dạ, đúng. Dạ. Đó là đồng giá 40k ha. Dạ, có Hoành Thánh thì 35. Dạ, Hoành Thánh là 35. Hoành Thánh thì 35, còn dạ. Không thì 40. Dạ. Hai cẩu không đúng không? Dạ, đó là cẩu không. Đầu bếp chuyên nghiệp mà, đầu bếp chuyên nghiệp 7-8 năm ở nhà hàng mà. Lấy cảo bỏ vô luôn đây nè mũi ơi. Tại vì thường thường họ đã quen á, phải hai người. À. Người bắt mãi làm quen rồi có mình làm. À. Không có giấy hành nè. Với lại cái công gian này mình đứng một mình múc thôi nó có nhanh chứ. Còn dạ. Hai người vô nữa là. Bạn đây nhìn giống một đứa bạn của mình đó. Cũng ở quê. À, cùng lớp mình. Mà lớn rồi. Hôm nay em còn trẻ quá. Nhìn em nhỏ. Dạ, nhỏ. Giống lắm, giống một cái người bạn của anh ở người quê. Dạ, vô trong này á, thì cô chú anh chị và các bạn bàn á, các bạn sắp xếp. Em sắp xếp rất là nhiều bạn nè. Đó, còn không ở ngoài này nữa nè, đông lắm. Dạ, bỏ túi.
hơi muối. Cái này cà phê. Cà phê luôn nha. Có cảo không? Có cảo vô rồi. Không, vậy là chưa có cảo đọc mà hai tô không biết mì cực tôm. Lấy em đi dạ. Cái cực tôm. Cái thịt lớn á. Hủ tiếu đây là có cái mềm á. Giống như cái đụng tô này rồi không có sót. Cái gì đó nhỏ nhỏ cũng được. Dạ. Ông thấy là nói cái hủ tiếu này là cộng mềm. Dạ. Mềm. Ừ, nhưng mà nó cứ dai quan không à, ít người ăn ít. Dạ, người qua thì dai của chúng mày mua. Cái này nhỏ lấy cục tôm á. Nước hả? Lấy đi đi. Nước hả? À, nước. Vì đó thì cục tôm. Đó là cặn. Lấy cà khe đi. Vậy là đang mì cảo không ơi không? Đang luộc cảo ở dưới sóc đường chứ. Mì thì nó nhanh nhưng mà sự cảo thì mình sẽ làm cho nó tính. Uống nước gì vậy? Có cái mì cảo hai tô ấm nước hả chị? Để thì nó đi. Bỏ vô đóng rồi mười mấy viên á. Mới bỏ vô rồi nhiều lắm. Mới mới nói mà kìa không có. Dạ. Đây rồi. Đây. Cặt là bỏ phía bên kia, hấp phía bên kia. Để riêng. Cách mà lúc cái thời gian nào mà đông nhất em? Cắt thấy 6 giờ chiều á, tới 8 giờ sáng rồi thì 6 rưỡi tới 8 giờ. Dạ, 6 rưỡi đi 8 giờ. Tới 10 ngàn. Bây giờ đó là bà con đi làm á, bây giờ là chiều về nè, bà con đi đi làm về đi ăn tối. Hôm nay chia sẻ đến cho quý cô chú anh chị và các bạn một cái địa điểm về hủ tiếu cũng như là sủi cảo rất là hấp dẫn của em trai nè, đầu bếp nhà hàng. Ta mở bán làm đặc biệt là em làm rất là nhanh luôn. Xem TV cũng được chú. Là bây giờ ơi. Hai tô không biết mì cảm tôi không giá. Yeah.
xíu cạo. Cái trước không có giá rồi. Bỏ đâu dưới vô sao đâu.